Hello, chào anh em nha. Hôm nay Thạch Trung sẽ chia sẻ cho anh em một cách trồng cây bonsai mini cho đỡ tốn kém nha anh em. Nếu mà nhà anh em có mà ống nhựa thì làm theo cách Thạch Trung nha. Đây là một cái ống nhựa. Thạch Trung trồng một cây bonsai mini nha. Cái này là đinh lăng nha anh em. Dáng rất là quái, nhìn rất là ok. Thì bây giờ mời anh em vào clip của Thành Trung để xem chi tiết thôi nha. Xin mời anh em.
Bây giờ Thành Trung sẽ mà tiến hành sang chậu nha anh em. Đó, Thành Trung đã làm xong xuôi, sạch sơn, phơi khô. Nhìn cũng rất là ok anh em. Đó, cây đinh lăng nhỏ nhỏ, xinh xinh. Ở đinh lăng này trồng cũng rất là ok. Nếu mà chúng ta trồng làm kiểng chơi cũng được. Rồi lấy lá nấu uống cũng dễ ngủ nữa nha anh em. Rồi nếu mà cây lớn thì củ chúng ta cũng có thể ngâm rượu được luôn đấy. Thì Thành Trung chia sẻ cho anh em, nếu mà anh em nhà muốn chơi kiểng mini thì nên áp dụng cách này để hạn chế tốn kém. Thì nếu mà anh em có cây nhà thì anh em có chậu nhà nữa thì nó đỡ tốn một số chi phí lắm nha anh em. Đó. Chứ các thứ nào cũng mua hết trơn nó cũng tốn kém lắm. Đó, Thành Trung để vô nhìn cũng ok nha anh em. Cái đinh lăng này dáng nó cũng quái quái như một con thú quay đầu. Thì anh em nào có vào kênh của Thành Trung xem thì thương tình cho Thành Trung một lượt đăng ký nha anh em, và một lượt chia sẻ nha, để nhiều người biết đến kênh của Thành Trung hơn, để cho kênh càng ngày càng thêm phát triển nha anh em. Thì nói chung kênh của Thành Trung có được phát triển nhiều hay là không thì cũng nhờ cô chú anh chị và các bạn. Nếu mà thương tình thì ủng hộ cho Thành Trung và đồng hành với Thành Trung nha. À, bây giờ thì đơn giản vậy thôi, anh em cứ có chi mấy anh em dùng đó cho đỡ tốn kém. À, Thành Trung đã sang xong. Bây giờ chúng ta lấy nước chúng ta xịt vô thôi. Cây này cũng rất là dễ sống. Loại đinh lăng này thì anh em cũng đã biết. Rồi, nếu mà cắt ngang thì cắm xuống cũng vẫn sống anh em. Thì chúng ta mới biết chơi thì chúng ta tập chơi những cái cây dễ dễ chơi chứ đi. Ta chăm sóc rồi từ từ chúng ta biết cách chăm sóc, rồi từ từ chúng ta chơi lại những cái cây khó hơn. Chứ hồi nào giờ chúng ta chưa có từng chơi qua những cái cây mini, chúng ta chưa biết cách chăm sóc nó ra làm sao. Thì Thành Trung ở đây thì Thành Trung vừa chơi vừa học hỏi, chia sẻ lại cho anh em. Những anh em nào có sở thích giống như Thành Trung đó thì vào clip xem ủng hộ Thành Trung nha. Còn những cô chú anh chị nào mà có kinh nghiệm hay hoặc là có ý kiến gì mà tốt hơn đó thì chia sẻ lại cho Thành Trung để Thành Trung áp dụng, Thành Trung làm theo. Thì ở đây vừa học hỏi, vừa chơi, vừa chia sẻ cho anh em, vừa học hỏi kinh nghiệm. Trong cuộc sống của chúng ta có nhiều bạn bè thì có thể là có nhiều kinh nghiệm hơn nha, mỗi người chia sẻ một chút. Thì đó cũng như là một cái hành trang cho mình nghe là cây đã hoàn thiện nha anh em. Thì anh em nhìn cũng đã thấy rồi đó, rất là ok. Cây này nhìn cũng rất là đẹp. Thì cuối clip Thành Trung xin chúc cô chú anh chị và các bạn được nhiều sức khỏe nha. Năm mới làm ăn phát tài. Vào clip xem nhớ cho Thành Trung một lượt đăng ký kênh, ủng hộ cho kênh Thành Trung càng ngày càng phát triển hơn nha cô chú anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.